Truyện cổ tích Việt Nam. Ba nàng công chúa nhỏ. Chào mừng đến với Vương quốc Đào, Vương quốc hạnh phúc mãi mãi và luôn bình yên. Bây giờ chúng ta sẽ đi thăm cung điện hoàng gia. Hãy nhìn những cô bé nghịch ngợm đáng yêu này xem. Chị em sinh ba, công chúa anh đào, công chúa anh đào nhỏ và công chúa dâu tây. Ôi trời, đừng cù lét ba nữa, các công chúa nhỏ của ba. Ba ơi, ba dễ bị nhột quá. Nhìn má của ba xem, chúng chuyển sang màu hồng rồi kìa. Và đôi mắt của ba nhìn như là ba sắp khóc vậy. Ôi những cô gái xinh đẹp của ba, ba sẽ làm gì nếu không có các con đây? Các con đúng là giỏi điều khiển cảm xúc của ba các con thật đó. Đi thôi anh yêu, bữa tối đang chờ đó. Thật là một gia đình đáng yêu mà. Bây giờ hãy cùng gặp gỡ thân vương Chanh Vàng. Anh ấy là em trai của quốc vương và đang trở lại vương quốc Đào sau khi hoàn thành các công việc đối ngoại của vương quốc. Trời nóng không thể chịu đựng nổi. Không thể tin được cuối cùng mình cũng về đến nhà. Khi thân vương Chanh Vàng đến cung điện, ba nàng công chúa chạy ngay về phía anh. Chúa Chanh Vàng, Chúa Chanh Vàng, Chúa Chanh Vàng. Được rồi. Rất vui được gặp chúa Chanh Vàng. Chú có mang đồ chơi cho chúng con không? Hoặc sô-cô-la nữa. Thì chú Chanh Vàng, em trai của anh, chào mừng em về nhà. Anh hy vọng là chuyến đi của em thành công. Dạ, rất thành công. Mọi chuyện đều tốt. Các nước lân bang đều gửi lời chào đến anh. Tô, chắc là em mệt lắm. Em nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ nói chuyện vào buổi tối. Dạ thưa quốc vương. Dạ thưa quốc vương. Mọi chuyện đều tốt thưa quốc vương. Ôi trời, sao ta phải nói chuyện với anh trai ta như vậy chứ? Ngài không cần phải làm vậy, ngài biết mà. Nếu ngài đi lấy ngai vị của ông ta. Im đi, rắn độc. Tốt thôi, đừng nghe lời ta. Nhưng ta chỉ đang cho ngài thấy hình ảnh thực tế thôi. Ngài nghĩ tại sao ông ta lại cử ngài đi làm những công việc lặt vặt của ông ta hả? Một vị vua lẽ ra phải tham dự vào tất cả các vấn đề của vương quốc chứ. Ta là thân vương của vương quốc này. Nhưng ngài có thể là quốc vương thưa ngài. Ngài suy nghĩ đi, sức mạnh, sự tôn trọng, sự xa hoa. Nhưng bằng cách nào? Ngài hãy lắng nghe ta thật kỹ đây. Cái gì? Phải thưa quốc vương, một con quà vừa được tin tới cho em. Em đề nghị anh và hoàng hậu rời đi ngay lập tức. Nhưng còn con cái của chúng ta thì sao? Con đường đi đến dãy núi vĩ đại không an toàn với chúng. Tất nhiên là không thưa hoàng hậu. Nhưng em đang ở đây, em sẽ chăm sóc chúng. Em là chú của chúng mà. Nhà vua và hoàng hậu nhìn nhau lo lắng. Chà, ẩn sĩ vĩ đại đã làm rất nhiều điều cho chúng ta. Và vương quốc Đào thịnh vượng như bây giờ là do phúc của ông ấy. Nếu ông ấy không khỏe thì chúng ta phải đi thăm ông ấy. Em trai, thu xếp đi. Chúng ta sẽ lên đường vào lúc bình minh. Dạ thưa quốc vương. Và như vậy, sáng hôm sau, nhà vua và hoàng hậu cùng với một số binh lính
lên đường đi đến dãy núi vĩ đại. Nhớ kỹ những gì ba mẹ dặn các con đó, phải làm những cô gái ngoan. Và nếu các con cần bất cứ điều gì, cứ hỏi chú Chanh Vàng được không? Ba ơi, nhưng con sợ. Con nhớ bài thơ của chúng ta không? Khi gió thổi lên và bầu trời gầm thét, sau đó trời có thể mưa, nhưng sẽ không quá lâu. Những đám mây sẽ biến mất và bầu trời sẽ quang đãng. Mặt trời sẽ lại ló dạng và ban phước cho chúng ta bằng ánh sáng của nó. Đúng vậy. Chăm sóc cho chúng nhé, Chanh Vàng. Dạ, thưa quốc vương. Khi nhà vua và hoàng hậu đi rồi, bộ ba trở lại bên trong lâu đài cùng với chú Chanh Vàng của chúng. Nè cô, chăm sóc cho chúng đi, đảm bảo cho chúng có được những gì chúng muốn. Nhưng chú Chanh Vàng ơi, chúng còn muốn chơi với chú. Chú không chơi. Hả? Mọi người làm việc đi. Kế hoạch của ngươi nên thành công. Ta không thể trông trẻ trong 7 ngày được. Thư giãn thì đức vua, đêm nay khi các công chúa ngủ, tôi sẽ trương vào cuộn quanh cơ thể họ để đo. Tôi sẽ phải tiếp tục đo như vậy trong 3 ngày để phát triển cảm giác thèm ăn. Và sau đó tôi sẽ... Lê Minh tự nghĩ rằng 3 ngày sẽ trôi qua sớm thôi, và anh đã sẵn sàng để chịu đựng mọi rắc rối. Xin lỗi chú Chanh Vàng. Xin lỗi? Xin lỗi cái gì? Các con không thể ngồi yên và giữ yên lặng một chút hả? Lúc đó, các công chúa nhỏ bắt đầu khóc. Không sao đâu, anh Đào nhỏ. Chúng ta có hơi nghịch ngợm rồi, xin lỗi chú Chanh Vàng. Yeah, sao cũng được. Chú Chanh Vàng, chú có thể kể cho chúng con nghe một câu chuyện trước khi đi ngủ được không? Không. Làm ơn đi. Không. Các con về phòng đi và để cho chú yên. Sợ hãi, ba nàng công chúa chạy về phòng của họ. Đêm đó, những cô công chúa nhỏ tội nghiệp đã khóc, khóc đến khi ngủ thiếp đi. Và khi họ ngủ, con rắn lớn trườn vào phòng của họ, và nó bắt đầu cuộn quanh các công chúa từng người một. Ta đã có một giấc ngủ thật ngon, không căng thẳng, không lo lắng. Thưa ngài, chỉ còn 2 ngày nữa thôi. Một khi tôi ăn các công chúa rồi, tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc. Ngài có thể gửi quà đến thông báo cho nhà vua và hoàng hậu về số phận đau khổ của họ. Họ sẽ quá đau lòng đến mức không thể sống nổi nữa. Họ sẽ không thể quay về vương quốc được. Và ngài sẽ là người thống trị duy nhất. Buổi sáng hôm đó, trên bàn ăn sáng, ba nàng công chúa im lặng một cách đáng sợ. Thân vương Chanh Vàng khá thích thái độ của chúng. Anh ấy đã rất vui, nhưng ngay sau đó, anh thấy đau nhói lên trong tim. Chú Chanh Vàng, lính canh, gọi người y đi. Thân vương Chanh Vàng vội vã quay về phòng của mình, nơi ngự y đến khám cho anh ta. Anh ấy bị sốt cao và khó thở. Có lẽ anh ấy đã mắc bệnh cúm già rồi. Chúng con phải làm gì? Đảm bảo là anh ấy sẽ được chăm sóc. Anh ấy cần nghỉ ngơi cả tinh thần và thể chất. Khi ngự y đi rồi, ba công chúa nhìn nhau và sau đó quay tròn lại thì thầm điều gì đó với nhau. Thân vương Chanh Vàng tự hỏi chúng đang làm gì, nhưng anh ta không còn sức để nói. Anh ta rên rỉ trên giường của mình. Đã hiểu. Sau đó thì sao? Ba cô công chúa nhỏ đã làm điều mà chú Chanh Vàng của họ không bao giờ nghĩ tới. Khăn ướt.
Đây, nước ấm tới rồi đây. Họ chăm sóc chú của họ và lo lắng cho anh bằng tất cả tình yêu và tình cảm của họ. Một ngày trôi qua và thân vương chanh vàng bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn vào buổi tối. Nhưng trái tim anh đau nhói, xúc động, anh cảm thấy tội lỗi. Các con là những thiên thần nhỏ. Chú đã phũ phàng với các con như vậy, mà các con lại chăm sóc chú cả ngày. Đó là bệnh cúm già. Những người hầu sợ không dám đến gần chú. Chúng con là trẻ con, chúng con sẽ không bị cúm. Hơn nữa, chú là người chú duy nhất của chúng con, chú chanh vàng. Nước mắt trào ra trên đôi mắt của thân vương chanh vàng khi anh ôm các cháu gái của anh vào lòng. Các công chúa của chú đã ăn gì chưa? Dạ chưa. Các con đi ăn tối đi, sau đó chú sẽ dỗ các con ngủ. Bằng một câu chuyện cổ tích hả? Đúng vậy. Và như vậy, nhà vua và hoàng hậu sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Ngủ ngon nhé các thiên thần. Ngài ấy đang dần thích chúng rồi. Tối nay mình phải hành động mới được. Đêm hôm đó, khi thân vương chanh vàng vừa chuẩn bị đi ngủ, anh nghe thấy tiếng ai đó hét lên. Ôi không! Ta muốn ăn thịt các ngươi mà không đánh thức các ngươi. Nhưng tốt thôi, ngươi dù có thức cũng không sao. Và ngay lúc đó, thân vương chanh vàng bước vào phòng và nhìn thấy con rắn lớn đang sắp tấn công cháu của mình. Anh lấy ra khỏi túi một thứ trông giống như những hạt cổ xưa. Không lãng phí thời gian, thân vương ném chúng vào con rắn lớn. Chuyện xảy ra quá đột ngột khiến con rắn ngạc nhiên. Và khi hạt giống chạm vào nó, một tiếng kêu lớn, nó tan biến vào không khí. Ngươi đã sử dụng điểm yếu của ta để chống lại ta. Các con. Không sao rồi. Không sao mà, có chú ở đây rồi. Trái tim của thân vương chanh vàng đã thực sự thay đổi. Tiếp theo là gì? Chà, mối quan hệ chú cháu đã phát triển mạnh mẽ trong vài ngày sau đó. Chanh vàng đã chơi với chúng, dạy chúng về nghệ thuật và thủ công, và thậm chí còn hát và nhảy với chúng. 7 ngày trôi qua nhanh chóng. Và khi nhà vua và hoàng hậu trở lại, họ triệu tập chanh vàng. Sao chú ấy dám nói dối? Ẩn sĩ vĩ đại không hề bị bệnh. Anh sẽ trục xuất chú ấy. Không, không cần thiết phải làm vậy đâu anh. Em sẽ ra đi mãi mãi thưa quốc vương. Nhưng tại sao em lại nói dối anh hả? Bởi vì em muốn chiếm đoạt vương quốc này. Em đã bị lòng tham làm mờ mắt. Nói rồi, thân vương chanh vàng quay người, bắt đầu bước ra đi. Ngay lúc đó, ba cô công chúa chạy tới và ôm chặt lấy anh. Chú ơi, đừng bỏ chúng con mà. Nhà vua và hoàng hậu bị sốc. Các con, tới đây. Không, chú cha không thể để chú chanh vàng bỏ đi được. Chú ấy đã cứu mạng chúng con. Cái gì? Và rồi các nàng công chúa giải thích mọi chuyện với nhà vua. Đức vua ngay lập tức chạy đến bên em trai và ôm chặt lấy anh. Thứ lỗi cho anh em trai. Có lẽ đã đến lúc em cũng nên có được những gì thuộc về em rồi. Dù sao thì chúng ta là anh em sinh đôi. Và ngai vàng cũng thuộc về em. Giống như anh vậy. Không, ngai vàng cần một người không thể bị thao túng. Và đó là anh. Em muốn dành nhiều thời gian cho các cháu gái của em hơn. Chúng là những người đã dạy cho em một bài học. Nhà vua tự hào về em trai của mình và một lễ kỷ niệm lớn đã được công bố. Vương quốc đào bừng sáng giống như bầu trời. Và tất cả mọi người đều ăn mừng, đặc biệt là thân vương chanh vàng. Ba nàng công chúa nhỏ đã dạy anh rằng lòng tốt không chỉ có thể thay đổi trái tim của một người mà còn thay đổi cách sống của họ nữa.